Hướng dẫn kết nối biến tần SNIDER với máy tính. 1. Kết nối biến tần SNIDER và các kết nối USB RS485 MOSA theo sơ đồ sau. 2. Trong cài đặt Windows của máy tính, cài đặt cổng MOSA là RS485 2G. Ghi nhớ địa chỉ cổng COM để sử dụng về sau. 3. Quá trình tải dữ liệu cài đặt của biến tần về máy tính có thể mất vài phút. Bạn vui lòng chờ cho tới khi quá trình hoàn tất.